Kính chào quý vị và các bạn. Tâm bão Doksuri trưa nay vẫn nằm ở phía bắc đảo Luzon, Philippines, nhưng 1/3 hoàn lưu mây của bão thì đã chìm vào Biển Đông và gây ra thời tiết xấu. Dự báo với tốc độ di chuyển từ 10 đến 15 km/h theo hướng Tây Bắc, thì khoảng đêm nay và sáng sớm mai, bão Doksuri sẽ đi vào Biển Đông. Cường độ lúc 7 giờ sáng mai vẫn rất mạnh là cấp 15, giật cấp 17. Sau đó, bão sẽ đi vào đất liền phía nam của Trung Quốc. Với hướng đi của bão như vậy, dự báo từ chiều nay, vùng biển phía đông bắc của khu vực Bắc Biển Đông sẽ có mưa bão, gió mạnh lên cấp 10 đến cấp 12, vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 đến cấp 15, giật trên cấp 17. Độ cao sóng là từ 5 đến 7 mét, biển động dữ dội. Với vùng biển từ Bình Thuận trở vào đến Cà Mau, ra ngoài khơi, giữa và nam Biển Đông, bao gồm huyện đảo Trường Sa, tiếp tục có thời tiết xấu do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam mạnh. Trời thì có mưa rông, làm tầm nhìn xa giảm xuống dưới 10 km, gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng cao từ 2 đến 4 mét, biển động. Trong khi đó, với vùng biển từ Vịnh Bắc Bộ trở vào đến Quảng Ngãi, ra phía tây của Bắc Biển Đông, bao gồm huyện đảo Hoàng Sa là nơi có thời tiết tốt, trời chỉ có mưa vài nơi, có nắng, gió không quá cấp 5. Xin được chuyển sang thời tiết trên đất liền Trung Bộ. Dự báo chiều tối nay chỉ còn mưa xảy ra ở một vài nơi như Quảng Ngãi, Quy Nhơn, Nha Trang hay là Phan Thiết. Còn lại các nơi khác trời sẽ có nắng, trong ngày thì oi bức. Nóng nhất là tại Quảng Ngãi, Huế, Đông Hà, Vinh và Thanh Hóa với mức nhiệt là từ 35 đến 37 độ, trời nắng nóng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Chúng tôi sẽ còn cập nhật các thông tin thời tiết mới nhất trong những bản tin tiếp theo.